Rồi ok, xin chào các bác. Thì cái việc chụp ảnh màn hình ý, là cái việc mà em rất phải hay dùng, và em nghĩ các bác cũng thế thôi. Thì như em dùng LG lâu ý, thì bên LG nó chụp ảnh màn hình cũng rất là dễ thôi. Các bác có thể kéo xuống như này, có cái nút chụp ảnh, chụp luôn. Và cũng có thể dùng phím nguồn và giảm âm lượng như này. Đấy. Thì ở bên Samsung ý, nó cũng thế thôi. Nó cũng có nhiều cách hơn nữa để mà các bác chụp ảnh được màn hình. Thì sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác là tất cả những cách để mà chụp ảnh màn hình trên Samsung. Và các bác muốn nhanh gọn và nó tiện lợi thì đó là mấy cái cách ở gần gần cuối clip nhé. Tại vì trước tiên thì em sẽ giới thiệu những cái cách mà mặc định ở trên Samsung họ đã có nhé. Thì cái cách đầu tiên ấy, đương nhiên là cũng dùng phím cứng thôi. Thì đây, các bác có thể dùng phím cứng, các bác nhấn nút nguồn và nút giảm lượng. Đấy, nó cũng chụp. Đấy, nó cũng như LG và những hãng khác em nghĩ cũng thế thôi. Đấy, nút nguồn và nút giảm lượng bạn nhấn cùng cùng lúc nhé. Đấy, thì đấy là cái cách dùng phím cứng. Thì cái cách này thì là các bác phải dùng hai ngón, hoặc ít nhất là phải hai ngón hoặc là hai tay thì nó cũng không được tiện lợi cho lắm. Thì có một cách nữa, đó là các bác vào cái phần cài đặt này, các bác vào cái phần tính năng nâng cao này, đấy, các bác vào cái phần chuyển động và thao tác này, thì ở chỗ này này có cái vuốt lòng bàn tay để chụp này, đấy, các bác bật lên. Đấy, thì khi mà các bác bật lên rồi thì các bác vuốt kiểu như này, đấy, kiểu kiểu như thế, vuốt lòng vậy này. Đấy, có quá nhỉ. Kiểu gì đấy, kiểu gì đấy. Đấy, đấy, các bạn thấy không? Em vuốt mãi nó mới được. Đấy, thì cái vuốt này là nó có chụp được màn hình, nhưng mà nó các bác cũng vừa thấy rồi đấy, là em vuốt mãi nó mới được. Thì cái cách này em đánh giá là nó không chính xác nhiều, và nó cũng khá là củ chuối các bác. Nhiều khi các bác tay bẩn rồi đeo bao tay hoặc gì đấy, nói chung là dùng cả cái này vào nó không được đấy, nhiều khi nó không được ổn. Thì cách này em thấy là hơi phế. Thì tiếp theo là một cách nữa, cách thứ ba thì là các bác vào cái phần hỗ trợ này, đấy, các bác vào cái phần tương tác và thao tác này. Đây, các bác bật cái menu hỗ trợ lên, bật lên cho phép. Đấy, thì khi mà bật ra như này nó sẽ có một cái nút home ảo như kiểu của bên 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 Apple ấy. Thì các bác nhấn vào đây, thì nhân đây thì nó sẽ có cái nút chụp ảnh màn hình. Đấy, thế thôi, thì nó cũng như như cái phím home ảo thôi mà, nhưng mà tự nhiên lại có một cái phím nó hơi bị chiếm diện tích ở đây, nó cũng không được ngon cho lắm. Em không thích cái cách này thì em cũng tắt nó đi, không dùng cái này các bạn. Nói chung là mấy cách ngon ở cuối clip cơ. Tắt đi này. Tắt. Đấy. Và cũng có một cách nữa, đó là cái cách các bác cũng vào cài đặt thôi, vào màn hình này. Các bác bật cái bảng ở cạnh lên. Bật cái bảng ở cạnh lên nhé. Thì khi bật lên như thế, các bác nó sẽ có một cái ở cạnh cạnh như này, bác vuốt ra. Đấy, thì mặc định thì nó sẽ không có cái chụp ảnh màn hình này đâu. Thì mặc định nó là cái khác cơ. Mặc định nó là cái này này. Ok, đặt. Đấy, mặc định nó là cái ứng dụng này này. Đấy, bình thường là nó sẽ như thế. Đấy, thì khi mà ở mặc định nó sẽ như này, thì các bác không thấy được cái chỗ chụp ảnh màn hình, thì các bác buộc phải phải vào cái đặt đây, vào cái đặt chỗ này, và các bác chọn là cái nhiệm vụ này này. Đấy, và các bác tắt cái ứng dụng đi là ok, là nó sẽ ra cái chụp ảnh màn hình cho các bác. Đấy, thì cách này thì em thấy cũng ok, là nó hay hơn, nhưng mà em cũng không thích là nó có một cái nút mờ mờ chỗ này em không khóa, nên tắt này, cái này em cũng không dùng luôn các bạn. Đấy, thì đấy là mấy cái cách mà mặc định ở trên cái phần mềm của Samsung họ đã làm, nhưng mà em thấy là nó cũng chưa được tiện lợi ấy. Thì sau đây sẽ có một số cách nữa mà em thấy nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Đấy, thì các bác tải một cái phần mềm, đó phần mềm này này, on hand này, đấy, on hand off cộng này, dấu cộng này, phần mềm này này. Đấy, thì các bác tải phần mềm này ra và bác bật lên. Đấy, thì khi mà các bác bật cái này lên ấy, nó sẽ cho các bác là hai cái trạng thái thao tác ở cạnh trái và cạnh phải như này. Thì các bác muốn dùng cạnh nào cũng được, dùng hai cạnh cũng được, thì em ví dụ cho cạnh phải nhé. Đây, thì nó sẽ có ba cái thao tác như vuốt thẳng sang trái này để trở về này, vuốt chéo lên này, và vuốt chéo xuống này. Thì em thường thường là dùng cái chéo xuống này để mà chụp ảnh màn hình. Đây, các bác vào đây. Đấy, và cái chéo lên này em thường là để cái bật đèn pin các bạn. Đấy, đèn pin chẳng hạn. Đấy, đấy, thì em sẽ thử cho các bác xem nhé.
vuốt vuốt chi này để trở về này. Đấy, còn vuốt lên bật đèn pin này. Đấy, bật đèn pin này. Đấy. Vuốt phát để tắt này, vuốt xuống để chụp ảnh màn hình này. Đấy. Nó chỉ cần một thao tác thôi, không phải nó không bị chiếm diện tích ở chỗ nào cả. Vuốt là chụp ảnh màn hình. Vuốt lên để bật đèn pin này. Đấy. Thì cái cách này nó có mỗi hạn chế là nó sẽ bị làm mất cái thao tác vuốt ở mặc định ở trên cái con Samsung này. Nó là cái thao tác này này các bác. Màn hình này. Tăng hướng này. Đây. Nó sẽ mất cái thao tác mặc định vuốt của cái con Samsung này lên. Tại vì cái mặc định vuốt của máy ấy, nó sẽ ổn định hơn và em thấy nó có vẻ nó nhanh hơn. Còn việc mà cái vuốt bằng cái phần mềm vừa rồi nó cho cảm giác nó không được tin cậy bằng cái vuốt của mặc định của máy. Tuy nhiên thì trong quá trình em sử dụng cái phần mềm này thì em vẫn thấy nó vẫn rất là chuẩn, không vấn đề gì cả. Nói chung là em thấy là dùng ok, gần như không có sự khác biệt so với cái việc mà vuốt bằng cái mặc định của máy. Thì đây là dùng cái phần mềm và cũng có một phần mềm nữa, đó là phần mềm đây này, bút tường mapper này. Đấy, thì các bác tải cái phần mềm này em, cái phần mềm này nhá, thì các bác tải trên CS Play được nhá. Còn cái phần mềm này cũng có trên CS Play và nhưng mà CS Play các bác chỉ tải được cái bản free thôi. Các bác muốn nó ngon hơn thì các bác phải trả phí. Còn cái bản này em để dưới mô tả nhá, cái bản này bản Pro nhá, có trả phí rồi. Đấy thì các bác mở lên và các bác cài đặt nó ra. Đây, mở cài đặt. Đấy thì cái app này nó bắt buộc các bác phải đồng ý quyền cho nó. Các bác vào cái mở ra thì nó sẽ như thế này. Chỗ này và các bác bật cái button mapper lên. Cho phép. Đấy, đấy. Thì do cái con S2 cộng này nó chỉ có 3 nút cứng thôi, là nút nguồn này, nút tăng giảm âm lượng. Dẫn đến là bây giờ em sẽ ví dụ cho cái nút tăng âm lượng nhé. Đấy thì các bác nhấn vào đây, tăng âm lượng. Các bác bật lên. Đấy thì trong này nó có là nhấn một lần này, nhấn đúp này, nhấn giữ này. Thì em nhấn một lần này, nó là chuyển màn hình luôn nhé các bác. Chụp ảnh màn hình luôn. Đấy. Ok, nhấn đúp này. Nhấn đúp thì nhấn đúp thì là nhấn đúp thì là gì đây nhỉ, nhấn đúp thì là trang chủ đi. Đấy, còn nhấn giữ thì là bật đèn pin chẳng hạn. Đấy, bật đèn pin. Đấy thì xong rồi, chỉ cần thế thôi. Là ví dụ các bác muốn chụp ảnh màn hình nhạy thì bằng phải này, nhấn một cái nhá, đấy chụp màn hình luôn. Còn các bác nhấn đúp thì nó sẽ quay về home. Đấy, còn các bác nhấn giữ bật đèn pin. Đấy, tắt đèn pin. Đấy thì em là hay dùng cái button mapper hơn, tại vì em thích là nhấn một phát là nó chụp ảnh màn hình. Em cũng không thích vuốt cho lắm, em thích vuốt của cái mặc định của nhà sản xuất hơn. Tuy nhiên cái app này thì nó có một nhược điểm, đó là ví dụ như các bác muốn tăng giảm âm lượng ấy, thì nó hơi của chuối tí, là các bác phải phải nhấn nút giảm âm lượng rồi các bác mới tăng được. Đấy, chứ còn các bác nhấn nếu mà phát luôn thì nó sẽ chụp ảnh màn hình mà. Đấy, cho nên là nó có một nhược điểm ở chỗ đấy thôi. Thì đấy là những cái cách mà em vừa giới thiệu. Thì em thấy là hai cách cuối cùng ấy, là hai cái cách để mà nó nhanh nhanh nhất và tiện nhất. Đặc biệt là cái cách vuốt vuốt như này chụp ảnh mình thấy nó cũng nhanh. Thì tùy các bác thôi, tùy ý thích của các bác thôi. Chứ còn những cái cách mà mặc định của phần mềm ấy, nó hơi rườm rà và nó lâu hơn, nó không được tiện bằng mấy cái hai cách sau cùng này. Đấy thì đấy là mấy cái cách để mà chụp ảnh màn hình trên Samsung. Và em nghĩ là hai cái cuối cùng này nhé, hai cái cuối cùng này cũng áp dụng được cho rất nhiều các điện thoại khác nhé, không chỉ riêng Samsung đâu, LG cũng làm được và các điện thoại hãng khác cũng làm được nhé. Rồi, ok, chào các bác nhé.